Xin chào các bạn. Trong cái video ngày hôm nay thì mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái quốc gia. Đây là quốc gia được mệnh danh là đất nước của dầu mỏ và ngọc trai, đó chính là nước Qatar. Là quốc gia thuộc khu vực Tây Á, ở phía đông bắc của vùng duyên hải của bán đảo Ả Rập. Là một bán đảo với diện tích 11.437 km². Nơi dài nhất của Qatar, nước chủ nhà World Cup 2022, chỉ khoảng 160 km, còn chiều rộng là khoảng 80 km. Toàn bộ đất nước khá bằng phẳng, nơi cao nhất chỉ bằng khoảng 110 m so với mặt nước biển. Hầu hết là sa mạc cằn cỗi, bao phủ bởi cát và sỏi. Thủ đô Doha nằm trên bờ biển Qatar, giữ vai trò trung tâm thương mại chính của đất nước. Doha nay đã trở thành một địa điểm hòa nhập lối sống hiện đại với nền văn hóa truyền thống. Với những ưu thế nổi trội đó, Doha nhanh chóng nổi tiếng thế giới, là địa điểm tuyệt vời để tổ chức thương mại thế giới. Ngoài ra, Doha còn là nơi diễn ra nhiều sự kiện thể thao lớn của thế giới, như giải vô địch bóng đá thế giới U19 hoặc là giải quần vợt mở rộng, vân vân. Và tới đây sẽ là cái sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, đó là World Cup 2022 được tổ chức tại quốc gia này. Còn về khí hậu thì tại đây cũng rất khắc nghiệt. Mùa hè nhiệt độ có thể lên đến 48 độ C, còn mùa đông thì xuống dưới 20 độ. Qatar có 560 km bờ biển, nhưng chỉ có 60 km biên giới giáp đất liền, tiếp giáp với Ả Rập Xê Út. Hiện nay vào khoảng năm 2017 thì dân số của Qatar chiếm khoảng hơn 2,6 triệu người, và tốc độ tăng dân số hàng năm thì xấp xỉ là 1% trên năm. Nói tới Qatar là nói tới đất nước của dầu mỏ, khí ga tự nhiên và ngọc trai. Đây là những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu, còn hầu hết là nhập khẩu. Vì thế, giá cả hầu hết các mặt hàng tại đây khá cao. Trước đây, người dân Qatar kiếm sống chủ yếu bằng nguồn lợi từ biển như mỏ ngọc trai, đánh bắt hải sản. Sau khi phát hiện nguồn tài nguyên dầu mỏ dồi dào năm 1949, thì Qatar bắt đầu xuất khẩu dầu và đất nước nhanh chóng thay đổi. Dưới thời Anh đô hộ, Qatar là một nước nghèo. Từ khi giành được độc lập vào năm 1971 cho đến nay, thì Qatar đã trở thành một quốc gia thịnh vượng, có thu nhập bình quân đầu người được xếp vào hạng cao nhất trên thế giới, và cũng nhờ vào cái nguồn tài nguyên dầu khí. Sau đây là 8 điều thú vị về Qatar mà không phải ai cũng biết. Thứ nhất, là quốc gia giàu có bậc nhất trên thế giới. Theo báo cáo của tờ Business Insider, vào tháng 5 năm 2017 thì Qatar vẫn là quốc gia giàu có bậc nhất trên thế giới, với thu nhập bình quân trên đầu người nếu mà quy ra tiền Việt Nam là vẫn hơn 3 tỷ đồng trong một năm, tức là khoảng hơn 100.000 USD. Chính phủ không thu thuế người dân, trẻ em thì được đi học miễn phí, trường đài thọ toàn bộ sách vở, quần áo, dụng cụ học tập và kể cả ăn trưa. Toàn bộ người dân được khám và chữa bệnh miễn phí, với nền y học tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Quốc gia vùng vịnh này vẫn giữ ngôi vị đầu bảng trong nhiều năm liền, và chưa có dấu hiệu thấy họ sẽ nhường ngôi cho bất kỳ quốc gia nào khác. Qatar có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ 3 trên thế giới, mặc dù diện tích còn nhỏ hơn một bang của Mỹ. Thứ hai, bóng đá là môn thể thao vua ở Qatar. Cũng như nhiều quốc gia khác, người dân Qatar đặc biệt thích bóng đá. Và bất cứ thời điểm nào trong năm, tại bất cứ sân vận động nào của Qatar, nếu mà diễn ra tổ chức một trận bóng đá thì người dân đi xem bóng đá rất là hăng say và đặt kính sân. Đó có lẽ là một trong những lý do mà đất nước Qatar đứng ra tổ chức sự kiện đó là World Cup vào năm 2022 tới đây. Và đây cũng là quốc gia đầu tiên của châu Á độc lập và tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này sau sự kiện năm 2002 được diễn ra tại hai quốc gia đó là Hàn Quốc và Nhật Bản. Thứ ba, hãng hàng không tốt nhất trên thế giới. Qatar cũng là một đất nước sở hữu hãng hàng không tốt nhất trên thế giới và đắt đỏ nhất thế giới. Đó là hãng Qatar Airways. Vào năm 2017 thì Qatar Airways đã vượt qua Air Nigeria để giành danh hiệu hãng hàng không tốt nhất trên thế giới. Đây là lần thứ tư Qatar Airways giành được danh hiệu này, và trước đó là các năm 2011, 2012 và 2015. Thứ tư, đây là quốc gia siêu nhập cư. Thống kê vào đầu năm 2018 thì tổng số dân của Qatar là khoảng hơn 2,6 triệu người, trong đó thì 313.000 người là công dân Qatar, chiếm khoảng 12% số, và 2,3 triệu người là người ngoại kiều, trong đó lần lượt các cộng đồng đông nhất là người Ấn Độ, người Nepal, Bangladesh, Philippines, Ai Cập, Sri Lanka và người Pakistan. Ngoài ra hàng năm Qatar còn phải đón hàng triệu lượt khách du lịch quốc tế đến thăm nước này. Với diện tích chỉ khoảng 11.500 km2, ốc đảo Qatar lại có cái vẻ phong phú quá mức về chủng tộc. Thứ năm, nam giới chiếm đa số. Qatar là một quốc gia trẻ với nam giới chiếm đa số, chỉ có khoảng 1,5% dân số trên 65 tuổi. Tuy nhiên, tình trạng phân biệt khắt khe với phụ nữ vẫn xuất hiện ở quốc gia này. Du khách nữ đến Qatar phải lưu ý là không được phép lái xe, không được tập thể dục cạnh nam giới tại một số địa điểm tại thủ đô Doha, và đặc biệt là khi ra đường phải có đàn ông đi theo cùng. Người đàn ông luôn đóng vai trò quan trọng trong xã hội của quốc gia Hồi giáo Qatar. Thứ sáu, đây là quốc gia của siêu xe và du thuyền khắp nơi. Sự giàu có của Qatar là một minh chứng về sức mạnh của dầu mỏ. Nếu như ở một số nơi việc sở hữu trong tay những chiếc xe đến từ các thương hiệu như Mercedes hay Audi vân vân là đã giàu, thì khi tới Qatar chắc chắn sẽ phải suy nghĩ lại. Ở đây nếu muốn thuyền đẳng cấp của mình không nói tới du thuyền hay phi cơ riêng, thì ít nhất bạn cũng phải cầm trên tay vô lăng của những chiếc siêu xe thuộc bảng giới hạn của những hãng xe nổi tiếng. Nếu lỡ mua không kịp thì đành ngậm ngùi mua một chiếc xe thường rồi đem vác vàng chúng vậy. Những chiếc xe hiệu chạy đầy trên đường phố Doha không còn mấy xa lạ với người dân của quốc gia này. Thứ bảy, bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo. Để thấy được sự xa hoa sang trọng của nước Qatar thì không thể không nhắc đến bảo tàng nghệ thuật Hồi giáo. Đây là bảo tàng Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, được xây dựng bởi kiến trúc sư người Mỹ gốc Hoa tên là Lee Min-bi, được xây dựng ở một đảo nhân tạo thuộc ngoại ô Doha. Các bạn muốn đi đến bảo tàng này thì bạn phải qua một cây cầu có thiết kế vô cùng sang trọng. Công trình tòa nhà bảo tàng là thiết kế của những hình khối ghép lại, là nơi trưng bày của hơn 800 tác phẩm nghệ thuật và lịch sử từ ba lục địa, thể hiện nét văn hóa Hồi giáo từ thế kỷ thứ 7 đến thế kỷ thứ 19. Bảo tàng thực Hồi giáo tại Doha, Qatar là bảo tàng về Hồi giáo lớn nhất trên thế giới, được trưng bày rất nhiều hiện vật có giá trị. Và thứ 8 là thủ đô Doha. Thủ đô Doha thường được mệnh danh là thành phố của sự hài hòa. Mặc dù được xếp chung với các thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất trên thế giới, nhưng Doha vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống. Vì vậy, thủ đô Doha được công nhận là một trong những thành phố du lịch an toàn nhất trên thế giới, với địa thế nằm bên rìa sa mạc. Qatar hầu như tránh được hết các thảm họa tự nhiên, và về đêm thì thành phố Doha như một tác phẩm nghệ thuật với nhiều công trình kiến trúc ấn tượng. Ví dụ như là khách sạn Doha Sheraton Skyview Spa tại khách sạn La Cigale. Thì vấn đề mình chia sẻ với các bạn hôm nay về đất nước giàu có bậc nhất trên thế giới Qatar. Đây là hết. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.